Ê, các bạn ơi, bữa nay bà Chính bà kêu mình đột xuất lại tới nhà bà để bẻ ổi, nhưng mà lại tới đây thì bất ngờ bà làm cho buổi tiệc nho nhỏ ở đây ở dưới gốc cây ổi nè các bạn. Rồi giờ mình sẽ vô coi coi ổi nhiều ít, coi trái bà lớn nha, rồi coi buổi tiệc gì mà bà Chính bà làm mình bất ngờ quá. Bây giờ mình vô coi nha. Đây là cái ổi của nhà cô Chính nè. Quá trời trái luôn nè, quá trời trái luôn mà trái nhỏ nhỏ không à, nhiều quá mà thì xây ăn không hết nên xây làm sinh tố uống ngon quá nè. Cái này chín thúi không? Thúi luôn. Ok rồi các bạn ơi, mình bây giờ mình bẻ ổi nha, ổi nhiều quá trời luôn nè. Chào các bạn của kênh Cổ Phú Kiên em, mình là Cô Chính Nguyễn Cà Ly đây. Hôm nay mình mời Cổ Phú Kiên lại vẽ nhà mình trái nhiều quá. Nhiều quá đã đâm ra trái nhỏ. Trái nó quá trời luôn nè. Lúc trồng á thì trái nó to lắm, giờ nó làm nó hơi hơi già. Đó, này là nhà của cô Chính Cali nha các bạn. Ổi này ăn tốt lắm nha các bạn. Ăn ổi này tốt lắm, vitamin nhiều lắm đó. Mà ăn không hết thì đem xay sinh tố uống nè. Ổi này ruột trắng hay ruột đỏ bà Chính? Trắng. Trắng hả? Quá trời ổi luôn. Các bạn ơi, Các bạn ơi. Nè. Vì sao mà ổi này giống như trái dưa hấu, sọc sọc giống như trái dưa hấu, đột biến. giờ mình ra mình vẽ ra các bạn mình hoài niệm về quê mình ở Củ Chi đó, nó cũng là ổi không đó. Giờ cô Chính hoài niệm mà ra với cổ Củ Chi là ra vẽ để gợi lại Hoài ký niệm. ức của trồng mấy cây á, quê mình là ở Củ Chi á các bạn, Quê ở Củ Chi, gần quê gốc ở gác mình sanh đẻ là trên miên nha. Củ Chi. Để các Đó. bạn Để em bẻ cái trái bự này coi. bẻ ăn tại vườn nha các bạn. Khi tới mùa Rồi. hè các bạn mình cũng mở cái dịch vụ cho nó vô Đây ăn nè. tại vườn á, thì ăn nó lấy Chấm ăn bao muối bụng ăn nha. ăn bao bụng các bạn. Tới mùa hè á, cái cây trái nhiều quá mình mở dịch Ổi vụ chua, có chua có ngọt mà nó xốp lắm nè, coi được cái ruột nó tại vì nó ra nè, nó mùa chín lạnh, tới mùa rồi, lạnh nó chín tới rồi. mùa Này mình chấm với muối ớt thì nên nghe các bạn. mà cái hộp nhỏ xíu nha các bạn, coi nè, coi bẻ ra nè, tại vì trời lạnh á cho nên nó bị vậy đó. Mùa mùa hè thì đâu, mùa hè đâu còn nữa lại. Để cho nên không có mùa hè lắm, mùa tháng ấy là nó còn ngon quá. Ngon, ở này ngon. Mình ăn tại vườn nhà mình nha các bạn. Hè các bạn mừng giùm mình chứ mùa hè mình thu hoạch cũng nhiều lắm á, cũng tính ra cũng mấy tỷ á. Cũng Chắc vậy quá. Coi nè, coi cái ổi nè. nó chua chua ngọt ngọt, nó vừa già, già tới á, cái này mà không có bẻ kịp nó từng tới 2 tuần đó là nó rụng chín hết trơn á. Ổi này nữa không? Không ai thích ăn ruột á thì lấy cái ruột ra, nguyên cái hộp đi ra. Ổi này hay không? Ngon. Ngon thiệt luôn á, ổi này giòn nữa. Khách hàng này nó đặt dữ lắm, còn tới táo nữa, táo có tàu á,
tới mùa hái thu hoạch là mình tiếp đi các. Giờ bẻ ổi nhiều quá rồi, giờ mình đi qua bên kia mình bẻ nha các bạn, qua bẻ chanh. Nhà mình chín đầy đủ hết trơn á, giống như là mình ở Việt Nam vậy đó. Đây là cây gì vậy anh Lợi? Cây lựu hả? Rồi, cái này là cây lựu nha các bạn. Cây lựu nè các bạn, một tập đã phụ tập rồi. Còn cây này nè, cây này là cây mơ, còn kêu một tiếng nữa là kêu lá, phải không? Đây là lá mơ nè. Nãy bên này không có thiếu cái món gì hết nha các bạn, cái gì cũng có hết trơn. Này cái lá mơ này. Rồi đây là cây thăng long nè các bạn. Các bạn thu hoạch một mùa cũng 400-500 phao á. Nhiều, khoảng tỷ mấy không? Cũng thu hoạch cũng mùa mùa cả tỷ mấy à. Thôi giờ mình chuyển qua cái chanh các bạn. Cái chanh cũng một mùa mình bán cũng được cũng khoảng 500-600 ngàn tiền Việt Nam. Nè, nói cái chanh nè, đi vòng vòng đây. Đó, đây là cái chanh nhà bà chính không nè, các bạn, cái trái nè. Bự quá trời luôn nè. Nhiều trái quá trời luôn á, mà trái lớn lớn không nha. À, bà chín bẻ nãy giờ cũng quá trời bên đó rồi kìa. Các bạn tử giờ mình thu hoạch cũng được cỡ gần cao nè. Mấy bữa trước mình bẻ cũng cỡ nửa xe rất bự. Mùa mình cũng thu hoạch chanh nè. Về ổi, thăng long, rỡ bộ. Nè, quá trời luôn nè. Thôi giờ rồi trái hồng nữa. Rồi mía nữa. Mía nè. Mía này bán cũng được tấn mấy. Mía này là mía này bỏ mối khắp tiểu bang. Để người ta xây nước mía uống đó các bạn. Các bạn mía này mình bỏ mối ở chỗ Việt Nam Thao này nọ nè. Chỗ mấy xe nước mía đó. Là mối của mình bỏ không á các bạn. Với lại trong chùa Quyền Không đó. Bỏ mối cho chùa Quyền Không mùa Tết. Kiếm cũng bạc tỷ. Mình đổ nước mía chùa là nước mía ở đây á. Chim ơi chuối rồi vậy. Chuối. Nó bạc tỷ nha các bạn. Rồi cái này là cây bơ. Cây này là cây bơ, bông cũng dữ lắm á. Bơ này thì bỏ mối cho Walmart á. Này mình bỏ mối ở Walmart với Costco á bạn. Rồi đây là chuối. Chuối này là chuối xào dừa, chuối sứ. Cây này là cây chuối sứ. Cây chuối sứ này thì bỏ cho mấy cái chợ Việt Nam. Giờ mùa đông bên Cali á các bạn, chuối nó cũng ngủ đông rồi. Tới mùa hè nó mới tỉnh lên, thành ra mỗi mùa hè là chín thu hoạch cũng nhiều lắm. Là cuộc sống là cũng tạm ổn nhờ mấy cái vụ cái cây nọ trong nhà đó. Cũng tạm được đó các bạn. Thì các bạn cũng mừng giùm mình nha. Bỏ mối chợ nào? Cái này á hả? Chợ Miên với chợ Việt Nam này nọ đó. Đài Loan. Phà Lan nè các bạn. Có Phà Lan luôn đó. Lan nè. Bán cũng năm cũng kiếm được mấy trăm tỷ. Đó là Phà Lan. Không có mua buộc chế lên cũ gì. Rồi được rồi, thôi giờ mình đi vô ăn đi. Này để bữa khác. Rồi giờ mình đi ăn nha. Đi ăn nha các bạn. Rồi mời các bạn dùng với mấy chị em của
Cổ Củ Chi nha, bữa nay ăn cũng không có cái gì mà cầu kỳ hết, chỉ ăn mì gói thôi. Mì gói trứng chiên. Mì gói trứng chiên với lại cá nè. Này làm kêu độc thức đó các bạn, hình ra nhà mình có gì mình chơi đó thôi, để ít bữa đó mình làm cơm tủ hoàn hảo hơn. Tiệc này là tiệc bẻ ổi. Nè cái này là nãy mình bẻ chanh đó, giờ mình chơi mình uống nước đá Chanh. chanh nha các bạn. Đó, nãy mình mới bẻ xong nè, giờ mình làm nước chanh uống. Uống ăn tại vườn, uống tại vườn luôn. Mì trứng. Ăn với miếng rau. Ổi nè. Đó đang ngồi rồi. Rồi mời các bạn dùng nha. À, bưng nó vô cho nó ăn. Chanh tươi uống thơm đã quá. Ngon bỏ chút xíu tương ớt vô cho nó ngon. Không anh lời, không đem vô cho tụi nó ăn đi. không Không, đó là mấy đứa nhỏ nó thích thôi. uống uống nó chanh này, uống cái nước đó mà phui ra đi, uống chai đó không uống cùi đi, cái nào cùi chanh thơm chanh mới vừa chanh không tươi mà vừa không vừa uống không vừa. Giờ tôi chính mời các bạn uống nước chanh trước đây nha. Chanh vừa bẻ hái xong rồi mình Chanh vườn, chanh nhà lá làm vườn. uống liền tại chỗ á. Này là cây nhà lá vườn không? Nên mình ngồi ngoài trời ăn cho nên mang mắt kiến. Mời các bạn dùng nha. Bữa nay trong cái bàn này có tới bốn người lận, có cô Mười với ông Miên nữa. Người ta bữa nay người ta không chịu lên hình vô hình các bạn ơi. Biết làm sao cô Chính làm mấy cái món này không? Coi trên YouTube thấy mấy các cháu các bạn trẻ này nọ đó ăn mì cay này nọ nè. Rồi cái mình cũng hơi có tuổi rồi cũng phát thèm ngang xương à, ra làm để ăn cho nó đỡ thèm đó các bạn. Thấy mấy các bạn ở Việt Nam nè, bạn nhỏ đó ăn thấy thèm quá. Ăn được không cá đó. Ấy Cá cá tâm anh đó, ủa con sốt cô sao mình mà này nó úp sẵn đó. Úp sẵn á được không không nó gà không có cô từ xem anh màu trắng mà à, cái này loại này nó úp sẵn nay mình ngồi ăn ở ngoài vườn sau của nhà bà Chính nha các bạn. Bây giờ là mùa đông thì cây cối cũng không có nhiều nhiêu, mà đến mùa hè đó y như bên Việt Nam vậy đó, có trồng bí, trồng bầu, trồng hủ qua, dưa leo, rồi rau sống đủ thứ hết trơn. thứ bảy ba giờ rưỡi rưỡi trưa Bên sao? Bữa nay là mấy giờ này? Bữa nay bên Cali là nhằm ngày thứ bảy nha các bạn, ở bên Mỹ thứ bảy á, Ba ba giờ rưỡi chiều á các bạn, ngồi đây ăn á mà cũng lạnh đó nha các bạn, mà cũng hơi đỡ rồi. lạnh chứ. Sáng hơi lạnh, trưa nó hơi ấm, giờ hơi 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 lạnh trở lại. Lạnh quá tới nói chuyện run rồi, hơi lạnh. Mình ăn cá với lại cá chấp với lại tương ớt nha.
Vô ngồi đi. Ăn theo mấy các bạn nhỏ ở Việt Nam vậy mà thấy cũng ngon các bạn. Mì cay nè, cay Hàn Quốc á, cay mà ngon. Sao nướng? Thôi mấy bạn nó ăn mà mình cũng chín ở đây mà thèm á. Ăn mà thấy bắt thèm luôn. Bắt thèm luôn. Thèm mà phải làm ăn liền. Đến Mỹ nó cũng thi nào á, ăn mì cay. Rồi các bạn ơi, nãy giờ mình cũng ăn no rồi. Ăn mấy cái mì cay với lại trứng chiên trứng vậy mà ngon. Với lại cá nè. Cá nướng với lại gà nướng. Vậy mà ăn ngon. Có tuổi rồi đâu có ăn được nhiều đâu các bạn. Đó, còn nguyên cái dĩa cá trứng gà. Rồi các bạn ơi, mình ăn xong mì rồi, giờ chủ nhà đó, này là ông chủ nhà nha, chủ nhà đợt ông chính á, đem ra thêm cho dĩa bánh nè. Bánh này là bánh của Nhật nè, cái này thằng cháu á, con ổng nó order bên Nhật về nha. Bánh này ngon lắm. Bánh thành long. Bánh này là bánh thành long. Bánh thanh long. Trái thanh long. Trái thanh long á. Ủa, này của Nhật hả? Của Nhật. Thôi giờ ổi nè, rồi ông chính đem ra thấy ngồi ngoài trời lạnh quá, tiếp tế bình trà nóng. Ngồi ngoài lạnh quá à, các bạn ơi. Ông chủ nhà đực á, ổng đụng đi nãy. Các bạn nãy ổng đi mà ổng dắt tới này cái bể mỏ bình trà nè. Mẹ đổ mẹ đó. À đi cũng cỡ nữa. Đụng luôn. Chủ nhà đụng đâu bể. Bể mỏ ra. Thôi, nãy nghe cái quét. Nghe cái quét mà không biết chuyện gì. Ở nghe cái rầm mà không biết cái gì. Là áo bình trà bể mỏ. Thôi tiêu mẹ nó rồi. Nè, nè. Ông mời ông Úc Lan Ly nè. Biết có miệng. Trà này không biết có miệng. Nè mời bà Mười nè. Mời các bạn dùng trà nghe. Nãy giờ giờ này chắc cũng 4-5 giờ chiều cái ly các bạn. Giờ này là trời nó lạnh lợi rồi đó. Sang. Dạ. Dạ trời này nó lạnh nên nãy giờ mình phải chơi qua bên chè. Bên nước chè đó cho nó ấm lại, lạnh quá. Nó hên đó rồi. Rồi thôi dập mỏ nó bể còn đâu mà bình nữa mà uống trà cánh đủ bộ. Chè này cũng thơm, không biết của Việt Nam không biết của Nhật hay của nước nào. Chè này ngon à, nước chè. Nước chè ngon. Để mình ăn cái bánh này nha các bạn. Thằng trai mình đó, nó order không biết nước nào nữa. Nước này nước nào. Thôi đợi này bánh này bánh có Nhật. Tao đưa cái bịch ra. Cái thùng á nãy mấy thằng nhỏ nó ăn, nó muốn ăn là nó order. Bánh này nó order bên Nhật. Nó order mà. Nó order cho bên Nhật đó các bạn ơi. Còn mình Cái này không bánh ăn được. Nói chờ ra thôi. Lập cái gì đời, các bạn đi. Biết đâu quen nó để. Cái gì các bạn. Lập chạy đi đâu có biết. Quen rồi. Đâu quán mình sao. Ai cũng vậy. À, ông Út ngon lắm. Ông Út bà Út với bà Mười có muốn ăn thì bữa nào kêu thằng nhỏ tôi order cho ngượng thùng. Nhà ông bánh uống chè nha. Cảm ơn. Ví dụ ngọt không có tôi không chổng. Bây giờ mình ngã chiều qua ly giờ cũng khoảng 4-5 giờ rồi ha. 5 giờ. Giờ lạnh lắm các bạn ơi. Giờ mình xăm bệnh mình ngồi á, lạnh lắm à. Nó quậy cái các bạn. Giờ mình phải dùng trà đó các bạn. Cái bánh này là bằng cái hộp thanh long nè. Bánh này không có ngọt, ngon. Rất là ngon. Nè bởi nó order bên Nhật. Biết bên này có bán không mà nó order tới bên Nhật.
bữa thằng súp á, ông súp của nó đó cũng lại cho chắc có lụt nè, cũng bên Nhật á, mà ăn á, cái đậu miếng nhỏ xíu là ngon, mà tới ăn cái lát thứ hai là anh có chất rượu á, làm như ăn vô người bằng thần thì cũng ăn bánh thì uống chè ngon quá ha. Ừ, đúng rồi, đúng bài luôn á. Rồi cô Út Củ Chi với lại cô Chính Cali Family xin cảm ơn các bạn nha đã theo dõi cái video này nha. Video bữa nay thì làm cái bẻ trái cây ổi chanh này ở nhà bà Chính đó. Thôi giờ thì tạm biệt các bạn, hẹn các bạn cái video kế tiếp nha các bạn. Rồi chúc các bạn cuộc sống luôn may mắn, bình an, hạnh phúc nha. Rồi cảm ơn các bạn. Đây, cô Chính Cali xin chào các bạn bên kênh của cô Chính nha. Trước khi tạm biệt cô Chính, chúc cho mọi người được vui, được nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống nha các bạn. Ok, bye. Rồi bye các bạn ơi, hẹn gặp các bạn cái video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye các bạn.